Hai mọi người, lại là tôi đây. Tối nay chúng ta sẽ ăn món xúc xích mọi người, xúc xích chiên mọi người, với gà chiên mọi người, với gỏi mọi người, gỏi khô cá gập mọi người, cá đường xé mọi người, đường xé chiên mọi người, gỏi bắp cải, củ cải đỏ mọi người, cà giót mọi người, với canh xà lách son mọi người, xà lách son Nhật mọi người, nấu với gà mọi người, thịt gà mọi người, nạc gà, với cà sấu bấu chua ngọt mọi người, nước chấm có nước tương chanh ớt rồi, nước mắm mặn mắm mặn mọi người, với tương ớt rồi, tương ớt chiên su, chăn mện có hai trái quýt mọi người, quýt hai trái mọi người, với nước uống có trà đá trà phong nhĩ mọi người, với rượu mọi người, rượu đế rượu trắng mọi người, rượu chanh đường mọi người. Đây mọi người, xúc xích chiên mọi người, với gà chiên. Ngày mấy món này món chay không mọi người. Gỏi bắp cải mọi người, bắp cải củ cải đỏ cà giót mọi người, với khô cả đường, khô cả gập, cả đường xẻ chay mọi người. Con này canh sả son Nhật mọi người, nấu với gà mọi người. Gà chay. Cơm mọi người. Quýt mọi người, quýt hai trái mọi người, hai trái quýt mọi người. Ly trà đá mọi người, trà phụ nhĩ mọi người. Dụ mọi người, dụ đế, dụ trắng, dụ gạo nếp mọi người, dụ chanh đường mọi người, dụ gạo tắm mọi người. Này cải sao bấu mọi người, cải sao bấu chua ngọt mọi người. Nước mắm màng mọi người, mắm chanh tỏi ớt mọi người. Tương ớt mọi người, tương ớt chiên su. Chén không mọi người, không đường xương. Nước tương mọi người, nước tương chanh ớt mọi người. Nước mắm mọi người, mắm mặn mọi người, mắm ớt mọi người. Muỗng rồi, muỗng dài mọi người, dài đâu mọi người, dài gì lâu, gì lâu gì dài. Đổ rồi, mũi xô le mọi người, chiếc ngang chiếc dài. Mau một gió cho nó mát mát mọi người. Tốt mát mọi người. Rồi. Mời mọi người ăn cơm. Cơm mọi người. Cộng cái mọi người. Đúng nóng mọi người. Chua ngọt ngọt mọi người. Xúc xích là đúng thơm mà. Chúng lại mình dùng gọi sự thật mà. Chấm tương ớt ăn cay lắm mà ngon. Để thử cái miếng gỗ chua lắm mà càng ngon hơn nữa. Ngon mà có đều để ông tủ nóng hầm luôn rồi kiểu cảm giác nó muốn ăn. Nó màu hư mà cái loại chiên này làm lại càng ngon hơn mà kiểu ớt vừa ăn nó mát. Ớt vừa ăn thì cũng gì cứ ăn cũng được mà giờ ớt cái muối mà cái gì nó mặn nó ăn nó ấy lắm. Làm đặc là cho nên để chấm cái chấm
chấm nước chấm loại nào cũng được, mỗi cái một cái nó về cái gì khác nhau mà. Còn làm ấy ướp muối chỉ ăn được cái gì muối thôi. Chén này ngâm chắc chén cây sẽ báo nước ngâm mấy bữa ăn hết, chắc bữa sau không mấy cái đổ bỏ ngâm mấy bữa sợ nước nó hư. Cộng cái mà nói chung ở nhà đồ ăn là thường ăn hết trong ngày hoặc qua ngày sau là dữ lắm, ăn cho hết chứ ít khi nào để lâu. Mấy món ăn mà cái để lâu nó bị hư. Món chế biến giòn mà món làm gì mà kèo ăn ngon mà chấm mắm tâm giác vừa ăn mà nhất thì chua cái vừa giấm nó không chua mà. Cái gì mà mẩm nó đi thì nhiều khi nó bị lâu hơn mà cái gì bắt đầu nhiều khi cũng hơi sợ xíu mà không biết sợ mà lúc mà lên khí mà hít thở mà thổ nạp á. Cho bị tẩu qua nhập mai lắm trong phim mà đọc luôn nó lâu trong đó cái bài viết mà nó tập thử mà giống như nín thở thôi, nín thở không được thì giống như thở ra thôi mà chứ không có gì mà không có gì phải sợ mà không biết đọc đâu cũng quên mà cho nên mới tập làm phản ứng mà cái cũng tập mà thầy nói chung đọc đủ thứ mà tập đủ thứ mà nào hả cái tập mà làm nhìn kiểu giống như kiểu mình tò mò mà tập thử mà thì tập định thì không biết định vô đâu luôn mà. Bây giờ cũng mấy con cũng có tình này kia cũng đọc hết mấy cuốn mà có cái đọc hết quá cái không mà cuốn nào nó dày như từ điển mà tình chú mấy cái này thứ này kia mà nào không có đọc luôn mà nó hít thở ơn trước luôn mà thì nó hơi khó mà nhiều khi bị dưỡng dưới mà có lần hít thở mà ấy chạy ra sau cuộc sống mà cảm thấy nó giống như nó thông hồi đời nào mà không thấy nó dễ mà ở phía sau mà còn giờ tạm ngồi thiền mà cảm giác hết cái nhiều cái giống như kiểu mà giống như nước mà dưới trên đầu xuống mà thì mình cảm giác mình tưởng tượng mà thấy trên á nó xói đầu nó xuống mà cảm giác nó đã mà giống trong mấy cuốn ấy giống như kiểu mà
dòng máy công tinh không à, thì là tập là quán tưởng không à, cái bệnh quán tưởng á, và hai bồ tát thì tưới nước không à, tưới nước trên đỉnh đầu chảy xuống không à, mấy bố tự không à, mấy này kia không à. Kiểu vậy mà là nhiều khi cái khi nó chạy trong vòng trong cơ thể mà nó đã nhiều khi cái không suy nghĩ mà chắc cái đó người ta gọi là dứt niệm đúng không, lúc đó không nghĩ gì luôn mà cảm giác nó đã mà kiểu giống như nó nói mà không suy nghĩ gì hết mà. Thì tập trung vô hơi thở hay này kia mà. Nhưng mà cái đó từ lâu lâu rồi, lúc được lúc không. Nhưng khi được cái quỷ chắc kè kêu chắc kè chắc kè cái giật mình mà. Mấy chó nó lo sổ mà có thể là do tay mình thấm không mà. Nó như tất cả kêu nữa mà bây giờ đó đi vô chỗ cái chùa nào nó đi trên đi nhẹ nó khỏe mà cái ghế không làm dầm dầm, lúc đó nói người ta đang thiền định hay gì mà không biết mà cũng có bệnh mà, cho nên để một phần ra cái ý thức ở ngoài mà. Nhiều khi không có dám chìm vô sâu quá mà tại vì nhiều khi mấy các kẻ kêu quý giật mình luôn mà là tim giống như nhảy lên nhẹp luôn mà đau cũng thê lắm luôn mà đúng rồi, giống như khí mà đang chạy nó điều hòa mà bên nó kêu một cái nhảy lệch nhịp luôn mà nó hơi mệt xíu mà chứ không gì mà. Bây giờ viết cũng quen mà cho nên lúc nào cũng để một phần ý thức lên mà. Không dám nhập sâu quá mà có bữa nào cảm giác tự nhiên nó ấy nhưng mà giống như xính mà chạy vòng vòng trong hơi thở kiểu đảo mà kiểu lúc hê thì cãi mà cái gì tới thì nó tới mà không nghĩ nhiều mà nhưng mà lâu lâu mới được mà. Chắc nó người ta kêu bằng dứt niệm mà sạch niệm không có suy nghĩ gì hết mà. Mọi người thôi thôi được không mà. Nhiều cái nó cũng đã mà. Từ nên giờ tập giống như kiểu mà tập thể dục mà đói lúc nào cũng vậy, đói lúc nào cũng kiểu khoái cơ bụng sáu múi mà bây giờ ngày nào cũng đẩy tạ mà giống như ngày nào cũng tập thể dục mà còn giờ thì giống như sắp cái lịch vậy mà giống như kiểu tập thể dục mà. Còn ngày giống như tập ấy mà bây giờ tới đâu tới mà không có kiểu ấy mà được không được thôi mà kiểu mà không có nôn nóng không có ấy mà bây giờ mình có tập mình mới biết mà. Bây giờ đó mà nghe người ta nói vậy thấy cần cho qua mà không biết khí nó chạy sao mà. Giờ mới biết mà. Nhưng có nhiều cái nó lúc nó rõ ràng lúc không thì giống như giờ cứ giống như mình tự mình đi mà chắc chắn đi thì đi giống như đi trong bóng đêm bóng tối mà mình tự mình mò mẫm đi mà tới là tới mà bởi vì đó đọc đủ thứ trong đó tự nhiên không muốn coi phim mà không muốn ấy nữa bởi vì đọc đủ thứ đọc kinh đọc này đọc kia đủ thứ hết. Cho nên con hồi đó ta có thói quen thích đọc sách mà đọc sách cũng vậy mà cho nên mới đối với mấy cái file gì nó nhẹ nhẹ hay một hai mê thôi chứ tính ra file sách là nó tới mấy trăm trang mà sách nào mà từ hàng 300 đến 500 trang là đọc là thấy hơi đó mà đọc viết quen mà do thói quen
đó đọc điện thoại nhiều, còn mấy mấy cuốn mà mua về mà hầu hết là đọc trên điện thoại rồi hết mới mua về mà. Tại nhiều khi không có cái điện thoại nữa thì còn mình làm mấy cuốn sách đó mà lôi ra đọc lại mà. Tại nhiều khi đọc lướt lướt đúng mà, cho nên nhiều khi nhớ mà nào tập tập. Còn bây giờ thì cái sớm ngủ một cái nhiều khi ra quay cái hết buổi sáng mà cái trưa nhiều khi được 1-2 tiếng ra quay tập thể dục luôn. Nếu giữ thời gian thì cũng có nhiều cái để làm mà. Hồi đó giữ thời gian thì không tập nhiều mà, còn giờ thì giống như kiểu mình chiều nào cũng coi 1-2 phim mà. Tối giờ đăng bài up video này kia cái giỏi lắm coi được phim đúng không, hôm nay quay tới giờ ngủ tới mà. Bây giờ người ta nói niệm kinh niệm chú mà có mấy con chú giống như nó ngắn mà, ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà niệm hoài á, không mấy niệm chú ông mà đi bấm đi hồng luôn à, cứ một câu mà người ta để 108 lần mình thấy nhiều mà, chứ mà niệm liên tục lúc mình thuộc rồi không à, mình chuyên tâm mình niệm có nhiều khi nó nhập định được mà, không có để ý tới mình niệm luôn à, nhưng mà trong cái tâm thức mình tìm mà thức mình đó, thường mình sẽ hiện lên cái hình ảnh Phật, cái nào mình kiểu mấy cái mà mình giống như nhang khói mà sẽ hiện lên trong đó mà. Bây giờ có nhiều cái mình làm giờ mình mới biết mà. Người tôi dạng kiểu làm lúc được lúc không mà, kiểu giống như mạng mà wifi mà kiểu mạng chập chờn mà, lúc có lúc không, không phải lúc nào cũng có mà. Bây giờ học thuộc lòng là vậy mà, nhiều khi học thuộc nhiều khi đó tới hồi mình tưởng mình giống như mình chuyên chú vô đó nhặt vô đó mà giờ không nhớ không biết mình đang niệm gì luôn mà, không để ý bên ngoài luôn mà. Bây giờ đó đọc cái cuốn Bộ Mật Tâm trước mà tiền chân quán tưởng mà, thì xong rồi là đàn tràng mà. Đó hồi đó coi mấy cái hồng quang mà tả ra mình không hiểu mà, thì bây giờ mình mới biết mà, ngoài một vị Phật chính còn mấy vị Phật phụ và mấy cái quyến thuộc này kia bây giờ tỏ ra mấy nhiều vậy mà, và cũng thể là một người cũng được nên tùy vậy mà. Còn niệm chú đây bi luôn rồi 84 của chú là 84 hiện thân không quá thân nhiều mà cô quan thế âm bồ tát mà. Giống như kiểu biến hóa mà niệm một mỗi một câu là mỗi một ngừng mà. Thì mình nhìn hình ảnh viết cái giống như kiểu mình quán tưởng gọi là tưởng tượng mà. Nhìn ra mà. Cho nên cái mấy cái đó chắc là bắt đầu từ cái nền nữa mà. Thì mình thấy mấy cái cơ bản đọc chuyện cái nào cũng vậy, mình gọi là luyện khí mà, là cái cơ bản mà là vậy mà, cho nên cái nào cũng vậy tôi mới bắt đầu là tập hít thở một cái bằng thổ nạp.
mới đầu thở mà không biết tập mà tự tập có gì không rồi mà đọc đâu đó mà thấy được có câu nữa thì giống như hít thở mà tập nín thở dạng thấy nín thở cái ấy nhiều khi giống như nín thở mệt quá là nở ra mà chứ không có gì mà nghe đó giống như kiểu yên tâm mà thấy nó không ấy cho nên mới dám tập thử mà. Cho nên tập tới giờ mà. Tập thấy có kết quả cho nên giờ cũng tập duy trì mà. Đó tập 12 thức của đạt mai nhân cân đúng không ạ? Chỗ cái lồng ngực này giống như mở lồng ngực chỗ này mà đúng đau luôn rồi, cảm giác nó đau lắm rồi. Xong cái bữa nó kéo đờm rồi, bắt đầu kéo đờm. Có bữa là sạc vô nguyên đóng luôn rồi, nó kéo hoài luôn rồi. Xong tập đâu tuần là nó hết mà, tự giống như nó thông luôn rồi. Cái tập đầu tháng thì cảm giác giống như khí nó không nó chạy, hồi đó thì thấy nó chạy dần dần luôn rồi. Đó mà dẫn xuống chân đúng không ạ, dẫn được rồi đi đờ ở bụng xong cái thay cuộc sống cái đi lên rồi kiểu vậy. Thấy cái bên ấy kia thấy coi trên mạng gọi là tiểu du thiên rồi, đi cái trước nhập xuống bụng cái xuống dưới ấy cái lên cuộc sống xong cái đập trong tinh phạt mà lên hết thở sâu mà sau tới bụng tới dúng rồi xuống tới chân mà thấy cũng có lý mà. Cái bữa nào khi cảm giác nó dồi dào rồi hết thấy nó chạy xuống chân được rồi nhưng mà không rõ lắm rồi, còn giờ thì dễ mà hồi đó muốn nhảy xuống chân nó hơi bị khó mà tại giống như tới cái bụng cái nó chia hai đường nhau mà kiểu mà giống như hơi thở giống như nước mà yếu quá mà nó chạy không tới mà kiểu vậy nhưng mà nó chạy xuống chân cái chạy cột sống nó dễ mà. Không biết sao nó chạy vô cột sống kiểu giống như nó thông ở đời nào mà. Cảm giác nó nhẹ lắm rồi. Nó dễ hơn là ở ngoài trước rồi. Xong cái đọc cái file tài liệu đó rồi. Gọi đấy là dịch cân kinh thực hành đúng rồi. Nó là làm mấy động tác đơn giản rồi, chỉ tạ đạo mấy cái động tác cái hít thật sâu vô cái nín thở rồi. Bảo cảm giác khí nó chạy liền mà. Không ngờ nhưng nó đơn giản nhưng mà không ngờ nó có hiệu quả thiệt luôn. Cái bài viết nó đơn giản mà, bài viết đó như của người nước ngoài của người Việt ở nước ngoài mà. Anh Mỹ á dịch cận kinh thực hành mà. Cái đó thì tôi mua sách thì không có mà. Chỉ có tài liệu đó thôi trên mạng mà. Thế nó đơn giản mà không đơn giản hơn đúng không? Tập thấy có kết quả là tập ở trên mà. Xong cái tập cái đó nó bị chai cảm giác khí không chạy cái tập cái ở dưới mà cái dưới kiểu giống như nắm tay thôi nắm thả tay nó cũng đơn giản tập thấy có kết quả mà còn ở dưới là mấy cái kiểu dưỡng sinh bậm mấy cái tay ấy này kia mà kiểu dưỡng sinh làm cho ấy mà cho nên thấy cái đó nó hay mà cho nên nó in về để đó mà cảm giác mình trải nghiệm rồi có kết quả luôn. Bây giờ tôi nói mấy cái kiểu mà giống như ấy là từ cái mà đơn giản nhất luôn rồi nhưng mà nó có hiệu quả nhất luôn rồi là vậy đó mà làm nó đơn giản mà thấy nó không có gì phức tạp chứ mà còn nhiều khi học mấy cuốn vở rồi coi hồi nhiều khi nó bị rối não rồi cho nên cảm giác mấy cái đó tập thì nó dễ hơn rồi. Cho nên người ta nói cơ bản là luyện khí người là gọi là thổ nạp mà đọc chuyện mà tập trong chuyện nói là luyện khí kỳ mà xong tới trúc cơ mà tới cái gì nữa đó mà nhiều chuyện thì nó đặt ra cái ấy chẳng qua là cái tên thôi mà đặt thay đổi cho cái khác nhau vậy thôi chứ cơ bản là vậy mà chủ yếu là hít thở mà. Con dùa nó sống lâu mà con dùa mới quy dùa mà là do nó hít thở mà hít thở chậm rãi mà
kiểu vậy. Nhưng mà không biết từ từ lúc nào mà kiếm mấy cái tài liệu tập ấy gì mà luyện mà để học, không biết lúc nào, chắc đợt đi mà kiếm chuộng chơi đó là một là đẩy tạ, nhưng mà đẩy tạ nhiều khi cảm giác cơ thể mình giống như bị double luôn, tập tiếng xong thấy nó đã rồi, giống như kiểu mà mình ngủ xong là bắt đầu mình ngủ mình tập thêm tiếng luôn rồi. Vì nhiều khi bị lói bà sườn kiểu bằng quá sức không à, tập quá sức ấy, nó bị đau đau hoài. Cái tập yoga mà, chuyển sang tập yoga, người ta nói tập yoga tập quen ăn cốt mà, cho nên cũng chuyển tập cũng dán tập có mấy động tác thuộc hết mà, nhưng mà nhiều khi nó vẫn bị đau đau. Xong cái chuyển qua luôn tập luyện khí mà, tập 12 thức của Đạt Mai Trực Kênh trước mà, tập thấy nó hiệu quả chứ nó không bị đau. Chắc có lẽ là do không có luyện dạng cơ hay ấy nhiều nữa, nó đơn giản nó tập cũng nhiều sức nữa, cho nên nó không bị đau nữa đó, hay bị lói và sườn cái tạ. Tạ nó cũng không nặng gì lắm luôn, nhưng mấy cái tạ tay mà tôi đổ xi măng mà, tầm giá chục ký gì mà, không biết tới không. Cho nên giờ bỏ nghỉ tập tạ mà, còn để hai cục tạ đó làm kỷ niệm luôn. Hai cục tạ đổ xi măng đó là lâu lắm luôn rồi đó, nó bằng cây luôn rồi, cái cọng hay cây gì cũng rồi, nó cũng chắc chắc mà tập nó sợ nó bị gãy mà. Xong mới đổi sang cái cắt cái ống thép luôn rồi, tập tới giờ luôn cũng lâu. Còn hồi sinh viên thì hồi đó có mua hai cái tạ tai mà loại mà tạ mà xanh xanh đúng rồi, người ta hay bán về không? Lần đó trở về nó dớt rồi, giờ đâu mất tiêu rồi. Rồi đó được khoái đẩy tạ mà, để thích sao muối mà, giờ cũng thích sao muối mà, nhưng mà cảm giác luyện mà giống như hít thở mà, rồi cảm giác nó chạy dần dần trong ở trong mà, cảm giác nó nóng thấy nó đã hơn mà. Cho nên giờ sáu múi nó thành múi luôn rồi, không biết được nó ấy không, nhìn thấy giờ cũng có cơ mà, nhưng mà không biết được không. Cho nên giờ đã học ăn thì khi ít để lên ký mà, cảm giác ấy mà. Tại vì cả đợt đi biển về không à, lên đâu tầm 60 kg, 60 mấy kg, cảm giác cái bụng nó nặng nề quá mà, cảm giác cơ thể nó nặng nề quá, cho nên leo cầu thang nó mệt mà, cho nên không khoái lắm mà. Nó giảm tới xuống tới giờ 50 năm mấy ký mà. Nói chung tôi thích thì 50 tới 55 mà, dao động cỡ đó mà. Còn hồi sinh viên thì có 48 ký đó, thì nó hơi ốm xíu mà, mặt cái góc cạnh của nó xíu, tại đó thường xuyên không ăn sáng mà, ăn sáng sẽ tốn tiền mà. Còn giờ muốn muốn xuống ký thì không ăn, cần ăn sáng là xuống ký bỏ ăn cử ngày ăn 2 cử mà. Còn giờ ăn có 4 cử, có cơ chèo ăn cái tráng miệng, phải quay mấy cái video này cũng chứ, nhiều khi cũng lười ăn, nhiều khi bỏ cơ chèo cũng được, giống như kiểu đó mình nhịn nhịn đói quen rồi, lười ăn quen đúng rồi là biến, cho nên cảm giác nó đói đói với cũng quen rồi, không ấy lắm. Cái quýt này ngọt không? Ngọt ngọt chua chua không? Xin chào. Rồi mọi người, cái sả bấu này chắc để mời ấy nữa, hoặc là đổ nước này bỏ, nước nó đục đục luôn rồi. Cảm giác sợ nó ăn nó bị thiêu, nó bị hư. Nước này cũng mấy ngày mà. Thường tôi ăn gần hết, bữa đó gần hết tính đổ bỏ và cứ để thêm hoài vô cứ tiếc, không đổ bỏ thì cứ tiếc hoài, để ăn nó hiu, nó hư nó hiu, làm cái mới cho nó ấy, nước cảm giác nó đục đục cái bữa. Thì bữa đó ăn gần hết rồi không biết tiếc cái gì còn để là không biết.
ăn còn có chút xíu luôn, biết gì bữa đó ăn hết luôn cho rồi, trừ sợ không có đồ ăn như cái ấy, để nhà để hoài nước nó đục ngầu nó sao nó hư nó ấy cái ăn nó không ấy. Ngon rồi, cái xúc xích ăn ngon rồi, ăn thơm ngon giòn ngon rồi. Ăn thì cảm giác cái mùi nó giống hơi mùi mặn xíu rồi, nhưng mà người ta nói xúc xích chay mà thì cứ vậy rồi, mình nghĩ ăn chay được rồi, nhưng mà nó giòn thơm ngon rồi, nếu mà nó là đồ chay thì chấm rồi ăn đúng ngon, nó thơm rồi, trong ăn nó thơm giòn ngon thơm. Còn cái gà chiên rồi, nhìn giống như mấy cái gà, cái đùi gà người ta xé rồi. Chiên mấy giống như kiểu mấy da gà rồi chiên á, nhưng mà loại này làm lạc không à, ăn ngon hơn rồi, kiểu mà ớt muối ăn nó không ấy lắm mà lạc lạc nó dễ mà, chấm tương ớt hay chấm nước mắm nước tương thì tùy khẩu vị của người ta chấm sao cũng được mà. Ăn cái gì nó khác mà, còn ớt muối thì ăn chỉ được cái vị muối thôi mà, chứ không có chấm được mấy cái khác mà tại nó mặn mà, cho nên mấy cái đồ chay tàu hủ kỳ đồ hủ kỳ mấy này kia nói chung mấy cái món khô chay mà làm lạc lạc nếu mà sấy chắc đợi lâu được mà. Nó cần thiết phải ớt muối mà, kiểu vậy mà. Cho nên ướp lạc nó dễ ăn, vậy người ta cũng dễ nấu hơn mà. Cái dạng nêm nếm dễ ha, để mặn nhiều khi ta cũng khó nấu, có nêm nếm mà. Rồi, canh salad son ăn kiểu mềm mềm ngon ngon rồi, này salad son Nhật rồi. Nhưng mà tôi cảm giác ăn nó thấy được không à, cảm giác salad son của Việt Nam ăn nó ngon hơn, nó thơm hơn thì sao không à, không biết mà. Ăn cái này cũng được không à, nấu với gà sách. Còn cái gỏi này mọi người, hồi trưa thì ăn được mà, nhưng mà nêm nếm là ăn đúng ngon, tôi thích kiểu mà giòn giòn chua chua ngọt ngọt không à, có nêm chanh đường rồi thêm miếng bột ngọt, cho nên giờ ăn chấm mắm luôn rồi, ăn đúng ngọt, cảm giác nó ngon hơn trường rồi. Cho nên biết nêm nếm biết nấu nướng thì kia là vậy mà, cái nào cảm giác mà kiểu mình ăn không vừa miệng á thì nêm nếm là theo ý của mình rồi. Còn cái sa bấu này do giấm rồi, đợt này nó lạc giống như nước mà, kiểu nó không chua lắm như đợt trước mà, cho nên ăn cảm giác nó không đã mà, chứ là thấy cái nước giờ nó đục đục ăn cũng hơi ngán miệng mà, kiểu giống như sợ nó hư nó thiêu mà, kiểu cho nên ăn nó không dạng miệng lắm rồi. Là nước đục đục là để lâu rồi ngâm cái mấy đợt đó mà, cho nên nó ấy mà cảm giác ấy. À, chấm mắm ăn vừa rồi, còn mấy cái gà chiên này chấm tương ớt, nó cái nào là chấm tương ớt ăn ngon, còn quýt ăn ngon rồi, trái này thì ngon rồi, mấy trái trước ăn nó ấy rồi, trái này ngọt ngọt chua chua ăn ngon rồi. Còn trà phun nhĩ này thì nói vậy cho nó mà, kiểu nó uống nó giải khát luôn mà, chứ nếu mà nói gì sắc hương vậy mà thì nó không bằng trà tư luôn mà, trà sống mà trà tư á. À, còn này là kêu bằng trà chín mà, nhưng mà ta nói uống thì nói tốt cho sức khỏe mà, rồi tôi thôi thì không biết nó có tốt hay không thì không biết luôn mà uống cái này nếu mà so gì sắc hương vậy mà, nó so về mấy cái thành phần hơi chắc gì bên trong mình cũng đâu biết mà, nhưng mà nếu mà so gì sắc hương vậy nó không bằng trà tư đâu mà. Cái mấy trà tư thì sắc hương vị nó có đủ mà, uống thơm gì nó cũng chát hơn ấy ha. Rồi. À, còn cái vụ này uống ngon à, đây để đường này cây dừa mà canh lần đường nó ấy uống ngon, nó vừa đủ rồi, cái giống như cái này vụ giống như vụ chanh đường mà. Giống như tôi